Chương trình thời sự buổi tối của Vietface TV được bảo trợ bởi Domaval Resort and Casino, nơi kết nối quý vị từ California đến Vegas. Bích Phương xin kính chào quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đến với tin tức của Vietface TV trong buổi chiều Chủ nhật. Như thường lệ thì Bích Phương sẽ gửi đến quý vị tin tức khắp nơi trên thế giới. Và bản tin đầu tiên trong phần 1 thì nói về các cuộc không kích đã giết chết 4 người ở Idlib, miền Bắc Syria. Thưa quý vị, nhóm phòng vệ dân sự mũ bảo hiểm trắng thì cho biết là 4 người đã bị thiệt mạng trong các cuộc không kích vào thành phố Idlib do phe đối lập kiểm soát ở miền Bắc Syria vào ngày Chủ nhật hôm nay. Những diễn biến gần đây ở Syria với việc mà quân nổi dậy nắm quyền kiểm soát hầu hết Aleppo đánh dấu sự leo thang đáng kể trong cuộc xung đột đang diễn ra. Aleppo là một thành phố lớn thứ hai của Syria, có tầm mức quan trọng, chiến lược và biểu tượng đáng kể. Tuyên bố của lực lượng phiến quân về việc chiếm giữ phi trường quốc tế Aleppo và toàn bộ tỉnh Idlib ở phía Bắc làm nổi bật ảnh hưởng ngày càng mở rộng của họ và làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về khả năng duy trì quyền kiểm soát của chế độ Syria trước một cuộc tấn công gây sốc như vậy. Tàu Bạch Ốc thì đang theo dõi chặt chẽ tình hình và bày tỏ sự lo ngại về tiến công nhanh chóng của quân nổi dậy. Và tin về Liên Hiệp Quốc tạm dừng cung cấp viện trợ qua cửa khẩu chính của Gaza vì lo ngại về an ninh. Được biết là cơ quan cứu trợ và công trình của Liên Hiệp Quốc, tức là UNRWA, đã tạm thời ngừng việc cung cấp viện trợ vào Gaza qua cửa khẩu Kerem Shalom do các mối đe dọa an ninh đang diễn ra, bao gồm cả việc cướp bóc xe tải cứu trợ liên tục. Philip Lazzarini, tổng ủy viên của UNRWA, thì mô tả quyết định này là khó khăn nhưng cần thiết, trích dẫn các điều kiện không an toàn cho các hoạt động nhân đạo. Vào ngày Chủ nhật, 1 tháng 12, các nhóm vũ trang được cho là đã đánh cắp 5 xe tải chở bột mì gần cửa khẩu. Sự việc này xảy ra sau vụ cướp bóc gần 100 xe tải cứu trợ ở miền Nam Gaza vào tháng trước, mà UNRWA đã mô tả là một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất cùng loại. Lazzarini thì chỉ trích cả chính quyền Israel và các hạn chế chính trị vì đã làm trầm trọng thêm các thách thức dẫn đến sự đổ vỡ về luật pháp và trật tự tại vùng lãnh thổ bị bao vây. Ông kêu gọi Israel với tư cách là thế lực chiếm đóng, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ những người làm công tác nhân đạo và bảo đảm việc chuyển hàng cứu trợ an toàn vào Gaza. Việc tạm dừng diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nạn đói đang ngày càng trầm trọng hơn trong khu vực, làm phức tạp thêm các nỗ lực giải quyết tình hình nhân đạo khốn khổ. Và hàng triệu người Mỹ thì đang phải đối mặt với nhiệt độ lạnh giá, nguy hiểm và tuyết rơi dày. Thưa quý vị, thời tiết mùa đông khắc nghiệt thì đang tạo ra các điều kiện nguy hiểm trên khắp Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến hàng triệu người khi họ trở về từ lễ tạ ơn. Cơn bão đặc biệt nghiêm trọng ở các khu vực như là Buffalo thuộc tiểu bang New York, nơi dự kiến lượng tuyết rơi sẽ lên tới 6 feet vào ngày thứ hai, khiến cho nhiều quận phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Tương tự như vậy, Erie, Pennsylvania thì đang phải vật lộn với lượng tuyết rơi đáng kể khi người dân đang nỗ lực dọn dẹp các lối đi. Một luồng không khí lạnh lớn đang tràn qua Hoa Kỳ với nhiệt độ giảm mạnh từ 15 cho đến 25 độ từ Minnesota cho đến tiểu bang Texas, dẫn đến một số điều kiện lạnh nhất kể từ giữa tháng 2. Có khoảng 70% đất nước sẽ trải qua nhiệt độ dưới mức đóng băng trong những ngày sắp tới. Ngoài ra thì có hơn 6 triệu người đang trong tình trạng cảnh báo thời tiết mùa đông và dự kiến là sẽ có tuyết rơi dày với một số khu vực, đặc biệt là chung quanh Buffalo và Watertown ở tiểu bang New York, có tuyết rơi dày tới 5 feet. Và cơ quan thời tiết quốc gia đã cảnh báo rằng một số khu vực của Pennsylvania thì có thể có tới 4 feet tuyết, trong khi không khí bắc cực tràn vào từ Canada đang khiến cho nhiệt độ giảm mạnh trên khắp cả nước. Nhiệt độ giảm này đang làm tăng cường tuyết hiệu ứng hổ sung cho hồ chung quanh khu vực Ngũ Đại Hồ, với các cảnh báo thời tiết mùa đông ảnh hưởng đến khoảng 10 triệu người, thậm chí xa về phía nam như là thung lũng sông Ohio.
Cơn bão này trùng với đợt du lịch sau lễ tạ ơn, một trong những thời điểm bận rộn nhất trong năm đối với đường bộ và sân bay. Du khách thì đang phải đối mặt với tình trạng chậm trễ và hủy chuyến, và các quan chức thì đang khuyến cáo mạnh mẽ là không nên đi du lịch không cần thiết do tình trạng đường xá nguy hiểm. Sau khi tìm được một cuộc không kích của Israel đã giết chết 3 nhân viên của World Central Kitchen ở phía nam Gaza. Được biết là cuộc không kích vào sáng sớm ngày thứ Bảy 30 tháng 11 của Israel ở miền nam Gaza đã thu hút sự chú ý do cái chết thương tâm của 3 nhân viên địa phương ở World Central Kitchen, tức là WCK, một nhóm cứu trợ chuyên cung cấp thực phẩm ở các khu vực khủng hoảng. Cuộc tấn công được cho là nhắm vào một chiếc xe, với quân đội Israel cáo buộc rằng một trong những người ngồi trên xe là một tên khủng bố có liên quan đến vụ tấn công Hamas ngày 7 tây tháng 10. World Central Kitchen thì đã tuyên bố rằng họ không biết trước về bất kỳ mối liên hệ nào giữa những người lao động của mình và các sự kiện ngày 7 tháng 10, nhấn mạnh cam kết của họ đối với công tác nhân đạo và tìm kiếm thêm thông tin về vấn đề này. Ngoài ra thì sự việc này không phải là sự việc riêng lẻ, vì các cuộc tấn công trước đây đã ảnh hưởng đến các nhân viên cứu trợ trong khu vực, làm nổi bật những thách thức đang diễn ra mà các tổ chức nhân đạo hoạt động tại các vùng xung đột phải đối mặt. Và tin về Đài Loan chuẩn bị cho nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump. Viễn cảnh về nhiệm kỳ mà tổng thống thứ hai của ông Trump đang gây ra nhiều cuộc tranh luận và lo ngại đáng kể ở Đài Loan, vì hòn đảo này thì phụ thuộc vào Hoa Kỳ về mặt địa chính trị và kinh tế trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng từ Bắc Kinh. Việc mà ông Trump tập trung vào các mối quan hệ giao dịch trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình khiến cho nhiều người đặt câu hỏi về mức độ cam kết của ông đối với nền dân chủ của Đài Loan. Cách tiếp cận của ông thì có thể khiến cho Đài Bắc thêm bất ổn khi họ điều hướng tư thế hung hăng của Bắc Kinh. Đài Loan thì đã tăng ngân sách quốc phòng phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí do Hoa Kỳ sản xuất. Tuy nhiên, khoản tồn động là 20 tỷ Mỹ Kim trong các đợt giao vũ khí thì bao gồm máy bay chiến đấu, xe tăng và hỏa tiễn, làm phức tạp khả năng mở rộng nhanh chóng năng lực phòng thủ của họ. Nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump có thể dẫn đến các chính sách khó lường của Hoa Kỳ có khả năng làm suy yếu các liên minh và làm tăng khả năng xảy ra sai lầm ở eo biển Đài Loan, một trong những điểm nóng nhạy cảm nhất thế giới. Đài Loan thống trị thị trường toàn cầu về chất bán dẫn tiên tiến, một ngành công nghiệp quan trọng đối với cả công nghệ dân sự và quân sự. Những thay đổi trong chính sách thương mại hoặc thuế quan của Hoa Kỳ dưới thời ông Trump thì có thể làm gián đoạn nguồn cung. Và thưa quý vị, các cơ quan cứu trợ cảnh báo người dân đang bên bờ vực nạn đói ở Gaza. Tình hình ở Gaza thì được biết là đang vô cùng đáng báo động, với các cơ quan cứu trợ cảnh báo về một thảm họa nhân đạo. Việc đóng cửa các tiệm bánh vì thiếu hụt nguồn cung làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Và những sự việc như vậy, như cái chết thương tâm của nhiều cá nhân, bao gồm cả một bé gái bị đè bẹp trong cuộc đấu tranh giành bánh mì, làm nổi bật tình trạng tuyệt vọng. Lập trường của Thủ tướng Netanyahu về việc mà tiếp tục chiến tranh cho đến khi Hamas bị tiêu diệt, nhấn mạnh tính phức tạp và nghiêm trọng của cuộc xung đột đang diễn ra. Cuộc khủng hoảng này đã dẫn đến những lời kêu gọi khẩn cấp về việc tăng cường viện trợ nhân đạo và các nỗ lực ngăn chặn thêm mất mát về người, đặc biệt là khi mùa đông đang đến gần và người dân thì phải đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng. Trong cái tin về Georgia rung chuyển vì các cuộc biểu tình dữ dội sau khi mà chính phủ đóng băng hy vọng gia nhập EU, tức là Liên Âu. Thưa quý vị, tình hình ở Georgia thì đang phản ánh một cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng sâu sắc khi sự tức giận của công chúng bùng phát về quyết định đình chỉ các cuộc đàm phán gia nhập Liên Âu của chính phủ cho đến năm 2028, cùng với những lo ngại về sự thoái trào dân chủ. Người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát sau khi đăng cầm quyền Georgian Dream tuyên bố quyết định dừng các cuộc đàm phán gia nhập EU. Người biểu tình cáo buộc chính phủ liên kết chặt chẽ hơn với Nga, hô vang các khẩu hiệu như là nô lệ Nga với cảnh sát.
Các cuộc biểu tình bắt nguồn từ sự hoài nghi rộng rãi về tính hợp pháp của cuộc bầu cử quốc hội ngày 26 tháng 10. Trong đó, Georgian Dream thì tuyên bố chiến thắng. Các nhà quan sát quốc tế và nghị viện châu Âu đã bác bỏ kết quả là không tự do và công bằng, kêu gọi tổ chức lại. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay, vòi rồng và những gì mà người biểu tình tuyên bố là bình xịt chứa hóa chất để giải tán đám đông. Các báo cáo cho thấy là các nhà báo và nhà lãnh đạo chính trị đã bị nhắm mục tiêu, làm trầm trọng thêm sự căng thẳng. Và mặc dù chiến dịch cam kết hội nhập Liên Âu, nhưng sự đảo ngược chính sách đột ngột của Georgian Dream thì đã gây sốc cho nhiều người. Chính phủ cáo buộc là Liên Âu tống tiền và thao túng, báo hiệu sự thay đổi đột ngột khỏi khối này. Người dân thì vỡ mộng trước sự thay đổi chính sách đột ngột của chính phủ, đặc biệt là khi công chúng ủng hộ rộng rãi trên 80% từ các thành viên EU. Các nhân chứng thì mô tả mức độ bạo lực chưa từng có đối với người biểu tình, bao gồm cả những nhóm dễ bị tổn thương như người già và phụ nữ. Phe đối lập thì dường như đang tập hợp lại sau phản ứng ban đầu khá im ắng đối với cái kết quả bầu cử, với các cuộc biểu tình dự kiến là sẽ tiếp tục. Tình trạng bất ổn đang diễn ra có thể gia tăng trừ khi mà chính phủ xem xét lại lập trường Liên Âu hoặc là giải quyết các cáo buộc gian lận bầu cử. Đây là thời điểm quan trọng đối với Georgia khi nhu cầu cải cách dân chủ của công chúng xung đột với một chính phủ ngày càng bị coi là độc đoán. Phản ứng của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là từ Liên Âu, thì cũng có thể định hình quỹ đạo chính trị của đất nước. Tin tiếp theo về chợ Nuremberg đã mở cửa thu hút khoảng 2 triệu người mỗi năm. Thưa quý vị, chợ Nuremberg là một trong những chợ Giáng sinh lâu đời và nổi tiếng nhất thế giới ở Đức, đã chính thức mở cửa vào ngày 29 tháng 11, lúc 5 giờ rưỡi chiều giờ địa phương, với phần mở đầu truyền thống do Nelly Luckenheimer, người dẫn chương trình Chris Kai, trình bày. Được biết đến là một trong những chợ Giáng sinh lâu đời và nổi tiếng nhất thế giới, sự kiện lễ hội này đã được tổ chức từ thế kỷ 16. Hàng năm thì nơi đây thu hút khoảng 2 triệu du khách, khiến nơi đây trở thành một trong những điểm tham quan phổ biến nhất tại Nuremberg và là điểm nhấn của mùa lễ hội. Chợ nổi tiếng với bầu không khí độc đáo, những gian hàng bằng gỗ quyến rũ và nhiều loại hàng hóa và đồ ăn theo chủ đề ngày lễ. Bản tin vừa rồi kết thúc phần 1. Bây giờ Bích Phượng xin tạm ngừng ở đây, mời quý khán giả theo dõi thông tin thương mại. Bích Phượng sẽ trở lại ngay sau đó. Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả trong tin tức của Vietface TV hôm nay chủ nhật. Sau đây là phần 2, bản tin đầu tiên thì nói về cơn sốt mua sắm đã đến với Black Friday, Small Business Saturday và Cyber Monday. Thưa quý vị, mùa mua sắm ngày lễ thì đang diễn ra sôi động khi các nhà bán lẻ hướng dẫn đến các sự kiện Black Friday, Small Business Saturday và Cyber Monday để thúc đẩy nền kinh tế. Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia thì năm nay người mua sắm dự kiến là sẽ chi tiêu nhiều hơn, từ 2,5% cho đến 3,5% so với năm ngoái. Đối với những chủ doanh nghiệp nhỏ như là Walt Rowan, người điều hành một công ty thủy tinh bán đồ trang trí Giáng sinh được cá nhân hóa, đây là một tin tuyệt vời. Rowan thì báo cáo rằng doanh nghiệp của ông đã phục hồi sau đại dịch và ông dự kiến nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm của mình, thường liên quan đến các đơn đặt hàng tùy chính. Chuỗi cung ứng phần lớn đã phục hồi và bất chấp lạm phát, người tiêu dùng dường như là có tình hình tài chính tốt hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, điều có thể thúc đẩy cơn sốt mua sắm ngày lễ này cũng có thể là nguồn gây căng thẳng vì chủ đề lạm phát và thói quen chi tiêu có thể đã gây ra một số cuộc thảo luận sôi nổi tại các bàn tiệc lễ tạ ơn.
Bất chấp những sự thách thức này, thì nhiều người vẫn hy vọng rằng các sự kiện bán lẻ trong mùa này sẽ giúp kích thích nền kinh tế. Sau nguồn tin về Israel thực hiện một cuộc không kích khác ở miền nam Lebanon, với cáo buộc phát hiện hoạt động nghi vấn vi phạm lệnh ngừng bắn ngày 30 tháng 11, quân đội Israel thì mở lại nhiều cuộc không kích vào khu vực phía nam Lebanon, làm dấy lên lo ngại thỏa thuận đình chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah có thể đối mặt nguy cơ đổ vỡ. Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel, tức là IDF, thì cho biết là không quân nước này đã mở nhiều cuộc tập kích vào Lebanon nhắm mục tiêu là các mối đe dọa vi phạm lệnh ngừng bắn. Theo đó, thì máy bay không người lái Israel tấn công một chiếc xe chở súng cối, đạn dược và một số thiết bị quân sự, trong khi chiến đấu cơ tập kích một cơ sở của Hezbollah gần thành phố Sidon. IDF thì cũng khẳng định không quân Israel đã tiến hành một cuộc không kích vào sâu bên trong lãnh thổ Lebanon, nhắm mục tiêu là một phương tiện hoạt động gần một cơ sở sản xuất tên lửa của Hezbollah. Bên cạnh đó, binh sĩ Israel cũng nổ súng tấn công một tòa nhà từng được Hezbollah sử dụng ở phía nam Lebanon sau khi phát hiện là có hoạt động nghi vấn tại đây. Sau gần 14 tháng giao tranh đẫm máu khiến tổng cộng khoảng 20.000 người bị thương vong, quân đội Israel và phong trào Hezbollah bắt đầu thực thi lệnh ngừng bắn 60 ngày tại Lebanon từ sáng ngày 27 tháng 11, theo đề xuất của Mỹ. Tuy nhiên, trong những ngày qua, thì IDF nhiều lần nổ súng mang tính chất cảnh báo hoặc tấn công loại bỏ các mối đe dọa mà lực lượng này cho là vi phạm lệnh ngừng bắn tại Nam Lebanon. Động thái của quân đội Israel khiến cho nhiều nhà phân tích khu vực lo ngại lệnh ngừng bắn có thể đối mặt với nguy cơ sụp đổ, đặc biệt là trong trường hợp các cuộc tấn công của Israel gây hậu quả nghiêm trọng và khiến cho Hezbollah tập kích đáp trả. Và sau khi tìm được các nhà lập pháp ở Vương quốc Anh bỏ phiếu ủng hộ việc hợp pháp hóa cái chết có sự hỗ trợ. Vào thứ Sáu vừa qua, thì các thành viên của Quốc hội Anh đã bỏ phiếu ủng hộ việc hợp pháp hóa hỗ trợ tử vong, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong cuộc tranh luận chung quanh các lựa chọn cuối đời. Dự luật cho phép những người mắc bệnh nan y và sống chưa đầy 6 tháng thì được uống một chất có thể kết thúc cuộc sống của họ, được thông qua sau một cuộc tranh luận dài và gây tranh cãi tại Hạ viện. Quyết định tiến hành cái chết có sự hỗ trợ chỉ có thể được đưa ra bởi cá nhân, với điều kiện họ có đủ năng lực về mặt tinh thần để làm như vậy. Mặc dù dự luật vẫn cần được thông qua ở Hạ viện và một ủy ban quốc hội, nhưng cuộc bỏ phiếu vào hôm thứ Sáu được coi là rào cản lớn nhất trên con đường của nó. Dư luận tại Vương quốc Anh phần lớn ủng hộ biện pháp này, với các cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ trong số người Anh. Quyết định này phản ánh các cuộc thảo luận ngày càng gia tăng và những sự thay đổi trong thái độ đối với cái chết có sự hỗ trợ ở nhiều quốc gia khác nhau, vì trọng tâm về quyền tự chủ và phẩm giá của cá nhân khi kết thúc cuộc sống vẫn tiếp tục phát triển. Và tin tiếp theo về hàng triệu người mua sắm đang nhận được những ưu đãi tuyệt vời vào Cyber Monday. Thưa quý vị, Cyber Monday một lần nữa thu hút hàng triệu người mua sắm háo hức tận dụng một số ưu đãi trực tuyến tốt nhất trong năm. Đối với nhiều người thì việc đăng nhập vào thứ Hai sau lễ tạ ơn để mua các mặt hàng giảm giá, từ đồ điện tử cho đến đồ gia dụng, đã trở thành truyền thống với các nhà bán lẻ giảm giá đáng kể và các đặc quyền như miễn phí vận chuyển. Sự kiện này hiện là một phần thiết yếu của mùa mua sắm lễ hội rộng lớn hơn, dự kiến là sẽ có hơn 183 triệu người mua sắm trực tuyến và tại cửa hàng từ lễ tạ ơn cho đến Cyber Monday vào năm 2024. Sự gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động tiêu dùng này thì cho thấy là các giao dịch trực tuyến đã trở thành một phần không thể thiếu đối với người mua sắm trong mùa lễ hội. Và chợ ngoài trời thường niên Bedford Stuyvesant của New York. Thưa quý vị, chợ ngoài trời thường niên đang tôn vinh các doanh nghiệp nhỏ địa phương, đặc biệt là chú trọng đến những nghệ nhân như là Kia Mion, người sáng lập cửa hàng Oka Tribe. Những phụ kiện độc đáo lấy cảm hứng từ văn hóa của cô được giới thiệu tại chợ ngoài trời Winter Wonderland năm nay, hiện đã bước sang năm thứ 5.
Là một chương trình của một người phụ nữ, thì Mion chia sẻ hành trình của mình với tư cách là chủ doanh nghiệp mới vào năm 2024, thừa nhận những thách thức phải đối mặt trong một năm khó khăn. Sự kiện này không chỉ giới thiệu các doanh nghiệp riêng lẻ, mà còn hỗ trợ tính bền vững về kinh tế của cộng đồng. Dale Jones là giám đốc điều hành của khu cải thiện kinh doanh Best Gateway, thì nêu bật những khó khăn của các doanh nghiệp lâu đời, bao gồm tiền thuê nhà và chi phí tăng cao. Bất chấp những thách thức này thì chợ vẫn cung cấp một nền tảng cho các doanh nhân địa phương. Thị trưởng Eric Adams thì cũng chỉ ra rằng thành phố New York là nơi mà có nhiều doanh nghiệp nhỏ hơn bao giờ hết, với hơn 183.000 doanh nghiệp trên toàn thành phố. Một phần là nhờ việc xóa bỏ các khoản tiền phạt và hình phạt lỗi thời trước đây đã cản trở sự phát triển của doanh nghiệp. Những người mua sắm địa phương như là Vendor Vido thì nhấn mạnh tầm mức quan trọng của việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, coi họ là trái tim và linh hồn của nền kinh tế Hoa Kỳ. Còn chợ pop-up diễn ra từ thứ Năm cho đến Chủ nhật, từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều tại Moxie Plaza cho đến ngày 22 tháng 12. Mỗi ngày thì sẽ có một loạt các doanh nghiệp nhỏ mới từ khu vực Bay Area mang đến cơ hội độc đáo để hỗ trợ các doanh nhân địa phương và khám phá những sản phẩm độc đáo. Tin tiếp theo về luật đi chung xe mới có hiệu lực vào ngày Chủ nhật, giá sẽ tăng. Được biết là một luật mới có hiệu lực vào ngày Chủ nhật tuần này tại tiểu bang Minnesota sẽ tăng giá dịch vụ đi chung xe, tức là rideshare law, tác động đến giá cước Uber và Lyft. Luật này được thông qua vào đầu năm nay, yêu cầu tăng lương gần 20% cho tài xế. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 12, thì tài xế sẽ kiếm được 1,28 Mỹ Kim cho mỗi dặm và 31 cent cho mỗi phút, cùng với mức tối thiểu là 5 Mỹ Kim cho mỗi chuyến đi. Luật này cũng nhằm mục đích là cung cấp cho tài xế các phúc lợi bổ sung rất quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Trong khi hành khách dự kiến là sẽ cảm nhận được mức tăng giá, thì một phát ngôn viên của Uber cho biết công ty sẽ cố gắng giữ chi phí ở mức thấp nhất có thể cho người tiêu dùng. Mặc dù việc tăng giá là không thể tránh khỏi vì các tiêu chuẩn trả lương mới cho những tài xế như là Mardis Washington, người ủng hộ luật mới, nhấn mạnh rằng việc tăng lương là điều cần thiết để giúp cho tài xế đối phó với áp lực tài chính. Và tin tiếp theo về Tổng thống Joe Biden sẽ kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống AIDS tại Tòa Bạch Ốc và sau đó thì đến Angola. Được biết là Tổng thống Biden sẽ kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống AIDS vào ngày Chủ nhật hôm nay bằng bài phát biểu ở Tòa Bạch Ốc. Sự kiện này thì nêu bật những nỗ lực đang diễn ra nhằm giải quyết đại dịch HIV/AIDS. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, tức là CDC, thì ước tính là có khoảng 1,2 triệu người ở Hoa Kỳ đang sống chung với HIV vào cuối năm 2022. Cùng năm đó, thì chính quyền Biden cam kết chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030, công bố chiến lược 5 năm cho phản ứng toàn cầu của Hoa Kỳ. Sau sự kiện Ngày Thế giới phòng chống AIDS, thì Tổng thống Biden sẽ đến căn cứ không quân Andrews và lên không lực 1 cho chuyến công du đầu tiên tới châu Phi với tư cách là Tổng thống. Ông dự kiến là sẽ đến thăm Angola với mục đích là tăng cường mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và các quốc gia châu Phi trong chuyến thăm sắp tới của ông vào tuần tới. Và tiếp theo, một phụ nữ Úc phát hiện ra một con rắn hổ mang cực độc dưới chân khi mà đang lái xe với tốc độ là 50 dặm một giờ. Được biết là một phụ nữ Úc đã có một cuộc chạm trán kinh hoàng với một con rắn hổ mang rất độc khi mà đang lái xe với tốc độ là 50 dặm một giờ ở Victoria. Khi đang lái xe thì cô cảm thấy như có thứ gì đó ở chân của mình. Và khi cô nhìn xuống thì cô phát hiện ra một con rắn độc, một trong những loài rắn nguy hiểm nhất thế giới, đang trườn lên chân của mình. Trong trạng thái hoảng loạn thì cô đã cố gắng chống trả lại con rắn, tấp vào lề và nhảy ra khỏi xe. Rất may là nhân viên y tế đã ở gần đó để bảo đảm an toàn cho cô. Nhưng người phụ nữ này thì không hề hấn gì. Con rắn đã được bắt và chuyển đến một khu vực an toàn hơn, tránh nguy hiểm hơn nữa.
Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức khắp nơi trên thế giới của Vietface TV hôm nay Chủ nhật. Bình Phượng cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả và kính chúc cho quý vị có một buổi chiều Chủ nhật thật là bình an, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Một tuần lễ trước mắt thật nhiều tốt đẹp. Chương trình thời sự buổi tối của Vietface TV được bảo trợ bởi Domaville Resort and Casino, nơi kết nối quý vị từ California đến Vegas.